bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Sự nghiệp trái ngược giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sau hơn một năm ly hôn. Hậu ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đang gặt hái được rất nhiều thành công, trong khi chồng cũ Phùng Thiệu Phong lại ngày một chật vật. Hơn một năm sau ly hôn, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ mối quan hệ hòa hảo, luôn dành những lời tốt đẹp đẽ khi đề cập tới đối phương. Tuy nhiên, xét riêng về mặt sự nghiệp, hai người lại có sự tương phản khá rõ ràng. Hậu ly hôn, Phùng Thiệu Phong lựa chọn tạm gác sự nghiệp sang một bên để chăm sóc con trai nhỏ. Thời điểm đó đã hơn một lần, nhân tình chứng kiến trạng thái bất ổn, tiêu tụy và không còn được phong độ như xưa của anh. Từ lúc quay trở lại làng giải trí, một số bộ phim do Phùng Thiệu Phong tham gia cũng không được mấy ai chú ý tới, flop toàn tập. Có nhiều người cho rằng nếu như anh không phải là chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh, chắc hẳn sẽ chẳng còn được mấy người nhớ tới tên, mặc dù câu nói này nghe rất phụ phàng nhưng không phải không có ý đúng. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh thì hoàn toàn trái ngược, dù là trước hay sau khi ly hôn, sự nghiệp và tài nguyên của nàng tiểu hoa đều không bị ảnh hưởng, nhan sắc cũng thăng hạng thấy rõ. Các dự án cô đang ghi hình như Dự Phượng Hành, cho tới Đạ và sắp sửa lên sóng cho thời gian gần đây như Ai Là Hung Thủ, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Dạ Ma Sinh Trưởng luôn được công chúng quan tâm một cách đặc biệt. Bộ phim chiếu rạp Hạnh Phúc Đến Vạn Gia còn đạt vô số thành tích nổi bật, phần nào giúp cho quá trình chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh thuận lợi hơn. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bắt đầu tìm hiểu và quyết định về chung một nhà sau khi cùng hợp tác trong Minh Lan Truyện, Tây Du Ký, Nữ Nhí Quốc. Nói không với ồn nào, cả hai quyết định hẹn hò âm thầm và mối tình này chỉ thực sự vỡ lẽ khi Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ đăng tải ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn lên mạng. Đáng tiếc, chẳng bao lâu sau, Triệu Lệ Dĩnh cùng Phùng Thiệu Phong bất ngờ thông báo ly hôn, khiến cư dân mạng không khỏi ngớ ngác, hoang mang. Mãi tới bây giờ, mọi người vẫn chưa thể giải thích nội lý do gì khiến cặp đôi phim dạ tình thật này quyết định chia tay. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.